Ở bài này chúng ta sẽ làm sâu hơn về Perform Selector để chúng ta có thể lấy được, thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái class có tên là Demo Selector. Các bạn vào phần Basic nhé, New File, iOS Source Converter Class. Bây giờ chúng ta sẽ lại Console Create Ship File. Đây chúng ta tạo ra UI View Controller. Các bạn copy cho tôi demo selector đây nhé. Ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta tạo ra một class có tên là demo selector kế thừa từ UI View Controller, và thằng này nó phải đi cùng với cả ship file cho giao diện iPhone, ngôn ngữ Objective-C. Chú ý, chúng ta có thể chuyển sang Swift. Create. Chúng ta có cái file này. Ta chạy thử cái. Đây, ra một cái trắng trơn. Để chúng ta thử quăng vào một cái gì đó là chúng ta sẽ thấy ngay. Đây, tôi giả sử tôi quăng vào một cái slider nhé. Bạn ý này. Ở đây tôi sẽ phải làm một chút tiểu xảo để làm sao cho nó auto layout đối với các giao diện màn hình khác nhau. Các bạn để ý tôi làm này. Tôi chọn lên đây. Tôi chọn chọn hai cọc này, chọn cọc này. Ok. Chọn item này. Add. Và là button. Button này tôi có tên là crunch data. Nếu mà nó bị bó vào nhau, các bạn kéo ra một chút cho tôi. Giờ tôi sẽ làm auto layout cho các bạn nha. Các bạn sẽ chọn vào đây. Chọn vào cái này là Horizontal Center in Container, là chúng ta sẽ căn nó vào chính giữa này. Xong một việc nha. Sau đó tiếp này. Ở đây chúng ta sẽ phải làm cách. Các bạn ấn phím Ctrl nhé. Nếu bạn nào dùng máy Hackintosh, kéo xuống đây. Ấn phím Ctrl từ đây kéo xuống đây. Ok. Các bạn chọn là Vertical Spacing. Vertical Spacing có nghĩa là cách từ đây xuống đây. Ok. Về cơ bản là có thể chạy được ở đây. Đó. Ok. Crunch data. Not so much fun. Thế chúng ta sẽ mở đây ra. Thế chúng ta sẽ kéo cái thằng slider này vào đây. Chúng ta sẽ để vào slider. Ok. Crunch data, chúng ta sẽ kéo nó vào đây. Chúng ta sẽ để là crunch data. Đây là on crunch data. Ok. Chúng ta có thể bật đây. À. Có một số hàm nó hơi vô dụng một tí, nên chúng ta xóa đi cho nó sạch cái đoạn này. Receive memory warning và cái đồng. Ok. Giờ chúng ta sẽ làm một số demo. Thứ nhất đó là khi mà chúng ta do crunch data này. Ok. Thì chúng ta sẽ gọi đến một cái hàm. Hàm này giả sử đây là một cái hàm tính toán rất là lâu công đấy. Thread sleep for time interval. Ở đây tôi sẽ chọn là 20. Ở đây là 20, gọi là 20 giây. Tốt nhất là tôi chỉ chọn lên 2 giây là không dài quá. Ở đây tôi sẽ làm một cái là set perform selector nha. Các bạn chú ý này, in background. Có một cái là in background. Ok. Ở đây tôi có a còng selector này. Đây tôi gọi là do crunch data with object, đây tôi để là new, không truyền vào cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ thử chạy cái này nhé, xem tình hình này. Crunch data vẫn chạy, cái này ổn đúng không? Không vấn đề gì đúng không? Thế nếu mà thay bằng cái perform selector in background bằng cái này, set perform selector on main thread. Okay.
account selector to crunch data with object today là new. Ở đây wait until done là true đi. Các bạn để ý sự khác biệt trên màn hình nhé. Tôi đang kéo được cái slider này này. Các bạn thấy màn hình làm sao nhỉ? Lại kéo được. Màn hình đơ này, lại kéo được này. Màn hình đơ này. Khi nào cái crunch data sạc màu xanh trở lại thì chúng ta lại kéo được. Giải thích vấn đề này như thế nào? Ở đây tôi đã chạy cái hàm do crunch data này ở background. Chính vì vậy nó không blocking, nó không chặn những cái tương tác, xử lý tương tác đối với giao diện ở trên main thread. Thế còn ở trong cái hàm dưới này thì tôi đã chạy cái do crunch data này ở trên main thread. Và các bạn lưu ý ở đây là NS thread sleep, có nghĩa là cái lệnh này nó sẽ giả lập một cái việc blocking lại trong 2 giây. Khi mà main thread bị blocking trong 2 giây, có nghĩa là trong 2 giây đó người dùng không thể nào mà tương tác, chạm, ấn gì vào trong cái giao diện này. Vì lúc này giao diện đã bị đông cứng lại rồi. Ok. Việc wait until done bằng true on false thì tôi nghĩ nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Các bạn thử nhé. Crunch data không có tác dụng nữa. Nếu mà tôi để đây là 20 giây đi thì các bạn sẽ thấy nó kinh khủng như nào. Cứng luôn. Cứng luôn đó. Các bạn thấy không ạ? Không thể thấy được luôn. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ. Đó là gì? Đây, các bạn nhìn nhé. Ấn vào cái nút do crunch data này. Hiện giờ giao diện đã bị frozen nhưng mà crunch data trở lại cái màu xanh luôn. Thế còn ở đây nếu mà là true, crunch data nó sẽ phải màu xám xám một lúc, sau 2 giây nó mới trở về màu xanh. Thì đấy là sự khác biệt giữa cái giá trị true và false truyền vào tham số wait until done. Thì các bạn đã học được sự khác biệt giữa perform selector in background. Nó khá là hiệu quả khi mà chúng ta chạy những cái tác vụ cần tốn thời gian thì tốn thời gian. Đấy, còn nếu mà chúng ta chạy perform on main thread thì chúng ta hết sức cẩn thận. Nó còn thêm một cái hàm nữa, đó là hàm giả sử chúng ta sẽ có một cái hàm ở đây. Ok. Là set này. Perform selector, các bạn để ý nhé, after delay with object after delay. Đây tôi gọi là account selector. Đây là tôi có một cái hàm là high slider with object, tôi để đây là new. After delay ở đây tôi để là high, có nghĩa là trễ trong 2 giây. Ở đây tôi sẽ có một cái rồi high slider. Ở đây tôi có là set.slider hidden true. Phải nói là lập trình Objective-C trông nó cũ kỹ hơn so với Swift, nhưng mà cái phần code suggestion của nó làm rất là tuyệt vời. Giờ các bạn hãy thử nhìn kỹ nhé. Tôi để ở đây là 3 giây này. Các bạn nhìn thấy đây có slider đúng không? Sau 3 giây nó sẽ biến mất. Như vậy tác dụng của đây là gì? Perform selector này, select A cộng selector high slider with object này. After delay 2 giây, có nghĩa là gì? Sau 2 giây kể từ khi nó chạy cái hàm này, nó sẽ gọi đến cái hàm này, và hàm này nó sẽ làm cho slider biến mất. Thì cái này nó cũng là một cái phương thức này, nó là một cái khá là thú vị, giúp cho chúng ta có thể chạy kích hoạt một cái hàm sau một khoảng thời gian chờ. Một số bạn buổi trước thì có hỏi tôi là cách truyền dữ liệu vào trong hàm như thế nào, truyền dữ liệu vào trong cái perform selector như thế này. Buổi trước là có cái phần NS timer, nó cũng tương tự như thế này. Các bạn để ý nhé,
Ở đây tôi có một cái là perform selector on main thread này. Process data các bạn để ý cái dấu hai chấm của tôi nhé. Có nghĩa là kỳ vọng sẽ có nhận được một tham số. Ở đây tôi định nghĩa một cái NS Dictionary. Key là apple, dịch ra là táo. Lemon thì là chanh. Okay. Thì ở đây tôi sẽ có một cái hàm process data. Hàm đấy cách viết như sau. Đây là truyền vào NS Dictionary đó. Tôi sẽ for loop tất cả các key, all key của cái đấy, NS Dictionary này. Sau đó tôi xuất ra. Bây giờ các bạn hãy xem cách thức nó chạy ra sao nhé. Selector. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó đã in là apple, táo, lemon, chanh. Thì đây là cách chúng ta có thể truyền tham số vào trong cái hàm process data này. Hàm này được định nghĩa ở đây. Okay. A còng selector có nghĩa là nói cho cái phương thức này biết đây chính là cái hàm mà chúng ta sẽ gọi. Okay. A còng selector là cái cách, một cái từ khóa nó sẽ cho phép Objective-C chọn ra cái phương thức phù hợp để chạy. Đấy. Thực chất đây là một signature của cái này nó gọi là signature của cái Objective-C function.